Xin kính chào bà con. Hôm nay Lê Đinh Ca đầu xin giới thiệu với bà con dòng lưới Thái ba màn. Chiều cao của lưới là 1,5 m. Đấy, chiều cao của lưới 1,5 m. Chiều cao của lưới 1,5 m. Chiều dài của lưới là 50 m. Và kích thước lỗ lưới của nó là 8 phân hay gọi là thiên tư. Thì theo yêu cầu của một số bà con có yêu cầu là tại sao không làm những cái dòng lưới ngắn như thế này để cho bà con nó phù hợp những cái ao hoặc là những cái đầm nó nhỏ. Thì hôm nay A đấu ra một cái sản phẩm là cao 1,5 m, dài 50 m để phù hợp cho bà con đánh bắt. Thì cái dòng lưới 50 m này thì nó phù hợp, rất là phù hợp cho những cái đoạn nào mà ngắn hoặc là có cái chỗ mà có cái đoạn mà nó hẹp thì là nó phù hợp nhất bây giờ luôn. Thì cái kích thước cũng như là cái kỹ thuật thắt thì nó cũng tương tự như những dòng trước A đầu đã nói. Thì cái chất lượng của lưới thì là lưới Thái xịn đây rồi, thì lưới nó màu xanh đây rồi, và cái phao, những cái đầu phao của nó rất là đẹp, đầu phao rất là đẹp đấy, đầu phao thắt rất là đẹp. Chất lượng cái sợi cước thắt của nó là dạng cước đúc đấy, bà con thấy đây. Về phần chân chì là chân chì xõa luôn, cho bà con thấy không, không mà sợ bị rối nha bà con nha. Chân chỉ cặp là V luôn, V tròn luôn. Bà con có nhu cầu thì liên hệ với A Đấu nha. Túi của nó rất là sâu, túi sâu lắm bà con nha. Đây là vén cái túi lên này. Phần túi của nó sâu lắm. Phần thì túi rất là sâu, rất là nhiều đấy, phần thịt đấy. 50 m nha bà con nhé. Xin cảm ơn bà con.